đâu là công đoạn quan trọng nhất để tác phẩm tranh gỗ được bắt đầu triển khai? Đây chính là công đoạn mà chúng tôi sẽ dán mẫu lên trên mặt gỗ. Đầu tiên thì cái mặt phôi gỗ này đã được làm phẳng, sạch, mịn. Rồi sau đó là chúng tôi bắt đầu là sẽ dán cái mẫu này lên. Là khi mà muốn dán được cái giấy này lên trên gỗ thì chúng tôi dùng một cái loại keo. Chúng tôi dùng một cái loại keo mà cái keo này gọi là keo Rhino. Đổ cái keo, dán cái keo lên trên đây cho nó ướt cái mặt gỗ. Rồi sau đó là bắt đầu trải cái giấy này ra. Và cái quan trọng nhất là khi mà trải cái giấy này ấy, thì chúng ta phải có được một cái miếng rẻ để miết cái giấy cho nó phẳng. Và khi mà cái giấy đó được càng phẳng bao nhiêu, càng ăn được chặt vào cái mặt gỗ này bao nhiêu thì cái chi tiết nó sẽ chính xác bấy nhiêu. Và khi mà làm thì cái giấy nó không bị xô, nó không bị nhăn, không bị đè các cái nếp, các cái chi tiết ở trên tranh như này. Thì lúc đó cái tranh nó sẽ được rõ ràng từng chi tiết, để khi những người thợ đục lên thì các cái chi tiết này nó sẽ được thể hiện cụ thể bằng những cái nhát đục và nó rõ ràng hơn.